Vì thần soái đại quân đã tới Nhị Sư Thành, nước Đại Quyển. Nước Đại Quyển cử toàn quốc hàng thuận hiến ra Hán Quyết Bảo Mã. Bao nhiêu con đây? Truyền quan quân nhu. Dạ. Truyền quan quân nhu. Quan quân nhu bái kiến nguyên soái. Hey, ta hỏi người, tên thương nhân đại quyển đó đó, chính là cái tên bán ngựa cho người, còn có thể tìm được hắn không? Ừ, tìm được, tìm được. Thế hắn có bao nhiêu hắn quyết bạn? Nguyên soái muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Nhưng mà, vì giá tiền... Ấy trời, giá tiền thì dễ tính thôi, hả? Nguyên soái ta muốn còn tốt nhất. Tổng cộng phải 300 con. Ấy. Mặt tướng cho dù chạy gãy chân, nhất định cũng sẽ tìm đủ cho nguyên soái. Hảo tiểu tử à, hay, hay là người người hãy cho ta 500 con đi. À, 500. Có được hay không? được. Việc tốt là mà gạt trên đầu nguyên soái rồi. Nguyên soái, tôi bị quan ông làm chủ giùm tôi. Nguyên soái, to gan. Nguyên soái, ngựa đó đều là giả. Là thật đó nguyên soái. Ngươi, ngươi tự mình coi đi. Trên cổ con ngựa tham màu đỏ, bình thường nhìn không có ra, vừa đổ mồ hôi thì đã hiện rõ. Người muốn hại chết ta? Quan quân nhà bái kiến nguyên soái. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, chỉ muốn lo xong công tác, muốn kiếm thêm tí tiền. Tôi đang chết, tôi đang chết. Nguyên soái. Được rồi, ta hỏi người, tổng lương trong quân đội còn duy trì được tới bao lâu nữa? Đại khái, đại khái được nửa tháng. Căn cứ theo tốc độ hành quân của chúng ta, khi nào mới tới được Nhị Sư? Còn nói là nhanh nhất, cho dù tới được Nhị Sư, người cũng khô luôn. Nếu như là bò tới Nhị Sư, cũng chỉ là những chữ chết. Được rồi, hết chuyện rồi. Tạ ơn bất sát của nguyên soái. Ta còn phải trân dụng ngươi thật lớn. Ngày mai ngươi hãy đem theo ngân lượng châu báu, tơ lụa lá trà để đổ ngựa cho ta. Hả? Nguyên soái, ta muốn 500 con. Đây là tội khi quân. Có bổn soái ta, việc này nhất định cơ mật, tuyệt mật mới được. Không. Đắc lệnh. Trẫm cũng coi như là liệu sự như thần, bọn chúng nhất định là quân sư báo tiệp. Đứng lại, các ngươi có phải là thuộc hạ của Lý Quang Lợi không? Ngươi là ai? Thánh gia ở đây, cô không mau quỳ xuống. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Các ngươi không phân biệt thật giả để dám xưng hô dạng tuế sao? Hồi lời bệ hạ, thần đã từng công tác trong Ngự Lâm quân, từng gặp bệ hạ. Bây giờ dưới trướng của Lý Quang Lợi phải không? Hồi bệ hạ, thần ở dưới trướng của Nhị Sư Lý tướng quân, đảm nhiệm quan quân nhu. Dù là quân nhu cũng phải theo quân tiến về phía trước, tại sao ngươi đi ngược lại? Lý tướng quân phái thần làm người đưa tin, có bổn cần tấu về Trường An. Trình lên đây. Mọi việc trên trẫm dự liệu. Định viên khác ở đâu? Có thần. Đọc trẫm nghe. Dạ.
Thần nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi tức tốc tấu với vua. Mùng 8 tháng 7, sau khi quyết chiến, địch quân bỏ đất bước chạy, cuốn gió bay xa. Cờ ta phất phới, tiếng trống rộn rã. Đại quân Thiên Quy Đại Hán, quốc dương Đại Nguyễn cưỡng quốc. Hàng Thuận thiến ra Hán Huyết Bảo Mã, 500 con. Đây chứ là âm thanh sướng tài nhất. Trẫm không uổng phí tới đây, chứ dễ khai mình thân. Tạ ơn vạn tuế. 500 Hán Huyết Mã bây giờ đang ở đâu? Đều ở Đại Doanh, do Lý Tướng Quân đế thân áp tải. Đại Doanh bây giờ ở đâu? Hồi bệ hạ, phía tây Lâu Lan. Cách nơi này có tới 2-3 ngàn dặm đường. Đáng tiếc quá, trẫm có được nhìn thấy nó trước. Hắn phải nên đem bảo mã đưa về. Hồi bệ hạ, Di Thần đã đem tới 3 con Hán Huyết Bảo, đang muốn phụng hiến cho bệ hạ. Chính là 3 con này hay sao? Đúng, chính là 3 con này. Không sai. Thật đúng là đại quân toàn thắng, Lý Quang Lợi không phụ trẫm. 500 con, sang năm sẽ là 1.000 con, năm tới sẽ là 1.000 con. 3 năm sau, thiết kỵ của trẫm sẽ rải khắp Trung Nguyên, còn đi xa tới Mạn Bắc. Tới khi đó, trong phạm vi tầm mắt của trẫm sẽ không nhìn thấy một địch nhân nào nữa. Vạn tuế. Trẫm muốn làm thơ, ghi xuống. Xuất sư khỏi Ngọc Môn, tùy bà réo trách. Phong sương tuyết lạnh, chiến sĩ khoác giáp. Lá cờ Đại Hán, dương quy tây vực. Băng sơn tuyết chảy, thiên mã quay về. Thần đã ghi rồi. Trích lại 2 phần, một phần tặng cho Lý Quang Lợi, để hắn điều tiếng nhạc vào toàn quân điều hát. Rồi còn lại đem cho chủ Lý Quý Phi, coi như là thơ nhà bình an của trẫm đi. Bẩm bệ hạ, 3 con ngựa này không phải Hán Huyết Mã. Thật sự là chuyện thế nào? Theo như hắn khai, Hán Huyết Mã đó đích thực là giả. 497 con ở phía sau cũng là giả luôn. Là chủ ý của ai? Quan quân Nhu thừa nhận đây hình như là do nhị sư tướng quân chủ khiến, nhưng mà đây cũng là những lời phiếm diện. Nhất định Lý Quang Lợi, nếu như hắn không gật đầu thì người dưới tay hắn đâu còn phải làm ra chuyện thư báo quan này, bị mang cái tội danh cạt thi tử. Có phải Lý Quang Lợi chưa công được chị sư thành? Hay là nhị sư thành cũng có chén vàng, không thể đánh bại được? Quân Tây Chinh thực sự chưa hề vào tới quốc sảnh Lê Quyện. Cái gì? Theo dạng nổi, 10 vạn đại quân trên đường đi đã bị chết dần, bây giờ chỉ còn lại 3 vạn người. Vì phải đề phòng sự tập kích của địch, lại không tìm được nguồn nước. Quan quân dưới nội nhớ nhà, cơ hồ ai cũng chán chiến tranh. Lý Quang Lợi đã đưa đội ngũ tới phía tây Lâu Lan, thì không thể nào tiếp tục đi nữa. Cắm trại ở đó đã hơn nửa tháng rồi. Giỏi cho một Lý Quản Lợi, gàn chó hơn trời dám cố phụ trẫm. Hắn coi trận chiến này là trò đùa hay sao? Xin bệ hạ bất giận, Lý Quản Lợi tướng quân không quen thuộc nơi này, cất bước thật khó khăn. Thần tình nguyện đuổi kịp theo quân ngũ để thu thập lương thảo, đi tìm nguồn nước. Để trẫm suy nghĩ lại. Bệ hạ, nước Lâu Lan dù sao cũng là lân bang hảo hữu của Đại Hán. Thần nghĩ nếu như quân tâm đại loạn, ảnh hưởng tới lê dân bá tánh, cũng không phải là ý lúc đầu của bệ hạ. Đành cực khổ trên người. Thần chỉ xin bệ hạ tức tốc về Trường An thượng lộ bình an. Người đâu? Có. Các ngươi lập tức tới Ngọc Môn Quan, truyền chú ý của trẫm, phong tỏa quan khẩu. Phàm là đám tàn binh của Tây Chinh, bất luận là ai,
Một người một ngựa, được không bước cho ngọc môn quan. Tuân chỉ. Bệ hạ, thời khắc nguy kịch, khẩu dự e là khó mà tuân theo. Trẫm có mang hai phần thánh chỉ đang để trống, đã đóng xong ngọc ấn. Trương Diễn thánh chỉ. Có thần. Định Diễn Ngầu Trương Diễn tìm cách tới quần ngũ đi giám quân. Để khi hành sự, Lý Quang Lợi sợ hãi thế lực, khi quân có thừa, đã phụ thánh nhân bắt hắn. Bệ hạ, hay là đợi thần điều tra rõ sự thật, tâu rõ với bệ hạ rồi mới định đoạt. Cũng được, ngươi không cần sợ đầu sợ đuôi, cứ yên tâm đi làm, trẫm sẽ chống lưng cho. Duyên tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân, huống hồ gì là nó. Thần tuân chỉ. Các ngươi phải đứng thẳng chân ngựa, phải lấy được đại quyển. Làm sao rồi? Con ngựa này không xong rồi. Ngựa ở Quan Trung không thể đi đường xa như vậy. Đào cái lỗ, an táng nó đi. Nó tuy không phải là Hán Quyết Bảo Mã, nhưng cũng đã đạt được công lao hãn mã. Dạ. Nội trong mấy ngày này, phía Tây sẽ có những biến chuyển phi thường. Một khi trời lồng đất lở, thiên hạ vô chủ, ông trời làm được gì? Dương gia hình như là có ý. Hình như là có ý. Hình như là có ý. Sẽ có ngày hôm đó không? Điền Phần, thật sự người tin tưởng được mấy phần đây? Đã 39 ngày rồi, có lẽ đã tới Ngọc Môn Quan. Chủ phuyển, có người tới thăm. À, nửa đêm kinh khuya tới thăm cái gì hả? Ta nói Thiên Lao các người có chút quy tắc gì không? Ta hiểu rồi, người nhất định đã lấy tiền đen của người ta nên dễ dàng cho họ hả? Không phải người ta nói người thích tiền cũng phải có giới hạn chứ. Lời người trong cung đem theo ý chỉ của hoàng hậu. Trong cung thì càng lại không gặp, đừng phí lời với ta. Cứ nói là bỗng qua đã đi ngủ rồi. Đi ngủ rồi hả? Nè nè nè, ngươi đừng có hối hận nha. Lầm một khách nữ. Khách nữ? Đúng vậy. Ê, tại sao ngươi không nói sớm chứ? Chủ huyện ta có tiếng là loại người trọng sắc kinh hữu. Cứ để cho ta nói đâu. Là mà lên, hãy mau đi mời đi. Ây à, ta cũng phục ngươi lương. Ê, đợi một chút, ta phải xếp soạn một chút đã. Ê, người ta đều nói đàn bà làm đẹp cho người ngắm, đàn ông tại sao lại không phải như vậy chứ hả? Ừ, đây nè, cũng một tù tốt lâu đại, người con gái kia có đẹp hay không hả? À, ông hãy tự mình nhìn đi. Ừ, khi nãy ta nói bậy. Thu tiền của đường, cô nghe được rồi phải không? À, xin đừng có cười. Tiên sinh gần đây khỏe không? À, khỏe, à, khỏe lắm. Ăn được no, ngủ được ngon. À, thỉnh thoảng là có người đưa tới một bàn tiệc rượu, khiến cho ta ăn muốn bể bụng luôn. Ta nghĩ không có gì tốt hơn ở chỗ này. Tiên sinh nhất định là lấy khổ làm vui, giống như là không phải đang ở trong thiên lao mà là ở thiên đàng. À, đúng rồi, khi nãy Ngục Tốt nói với ta cô từ ở trong cung tới. Đúng, mấy hôm nay tôi đang ở trong cung. Cô ở đó làm gì? Hộ pháp. Hộ pháp ở tiền thất. Ừ. À, tại sao ta lại không nghĩ tới chứ? Ừ, hoàng thượng không có ngu, không có ngu chút nào. Tiên sinh,
là do ông nói với đại tướng quân, hoàng thượng không có ở trong cung. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng mà 10 năm chắc chín. Tại sao lại đoán được? Chú Phiển đâu có ngu. Hoàng thượng vẫn chưa có tin tức sao? Hoàng thượng bỏ đi đã sắp 40 ngày rồi. Hoàng hậu rất là buồn. Nếu như tới 47-49 ngày mà hoàng thượng vẫn chưa có về, dặn dò bá quan toàn triều để muốn gặp ông ta. Tôi không thể nào cứ nói là hoàng thượng bị tổ quan nhập ma, còn phải luyện thêm 47-49 ngày nữa. Đương nhiên là không thể. Hoàng hậu muốn tôi tới cầu kế với ông. Bà ta bây giờ tin ông nhất. Cảm ơn hoàng hậu đã coi trọng. Hoàng hậu có biết chị Tuyết Liên đã bỏ trốn hay không? Ông nghĩ là tôi tự đâm đầu vào lưới sao? Hơn nữa đã tới lúc này rồi, bà ta không có tâm trạng để lo chuyện này. Các người không phải phu nhân tỷ muội sao? Có chuyện gì mà không thể nói? Vua dù sao cũng là vua, dân thì là dân. Câu nói này, một câu đã nói trúng. Thu Thiền cô nương, một câu nói của cô đã đánh thức người trong mộng. Châu Phu Uyển ta bị lưu lạc tới bước đường ngày hôm nay, chính là vì chưa nhìn thấu được điểm này. Ta đã tự quá coi mình không phải là người ngoài. Hoàng đế, hoàng gia không cho phép người ta tự mình đa tình đâu. Tiên sinh, ông hãy tự mình đa tình một lần đi, giúp đỡ hoàng hậu trải qua nan ải này. Nè, ngâm chân chút đi. Chân đã đi ngàn dặm đường, quan trọng nhất là cần phải bảo vệ tốt cho hai bằng chân. Tốt quá, cảm ơn. Tại sao ông lại khách sáo vậy chứ? Để ta làm. Để ta tự làm. Có phỏng không? Vừa lắm ạ. Gió bão bên ngoài ngừng kia. Gió bão vẫn chưa có ngừng. Ngọc Môn Quan năm nay phong điều vũ thuận, nếu không phải bên quan mã loạn thì sang năm chắc chắn sẽ là một năm tốt. Ông yên tâm đi, sang năm nhất định sẽ là năm tốt. Ông kêu người nhà của ông trở về trước đi. Tôi thấy trong đám người này ngoại trừ Trương Hầu Gia ra, chỉ qua mùa lớn nhất. Ngoại trừ Trương Hầu Gia? Phải, tiếp xúc mấy ngày mà tôi vẫn chưa thỉnh giáo quý tánh của khách nhân. Hả? Ta biết rồi. Ông họ Tất tên Hạ. Tất Hạ, họ đều gọi ông như vậy. Ông thiệt là quá thông minh đó. Ta họ Tất, gọi là Tất Hạ. Tất tiên sinh cũng làm quan phải không? Đúng vậy, làm quan ở triều, nhưng mà không lớn lắm. Có gặp được hoàng thượng không? Thỉnh thoảng có gặp được. Có thể nói chuyện với ông ta không? Vậy phải chờ cơ hội mới được. Tôi đã gặp được ân nhân rồi. Hả? Trường Hầu Gia cần đi càng xa, vậy thì năn nỉ ông hãy khuyên hoàng thượng. Cả nhà lớn nhỏ chúng tôi, không, cả thôn trại chúng tôi đều tạ ơn ông. Bệ hạ lòng nghĩ tới cửu chân, quảng khắp thiên hạ, e là lời của ta nhỏ bé, nói ra cũng vô dụng thôi. Nói còn tốt hơn là không nói. Hứa lão tam tôi coi như đã gặp được người ở trong triều. Ê, Thu Thiền cô nương, việc này cô chưa có thương lượng với người ta phải không? Tiên sinh muốn nói tới ai? Quắc cái bệnh thí dụ như là hắn. Hay giờ hắn đã không còn ở trong kinh thành. Hắn đi đâu? Hắn bị đại tướng quân phái đi hộ giá rồi. Đi Ngọc Môn quan ngoại? Đúng, đã đi mấy ngày. Tại sao cô lại không đi chung với hắn? Tôi phải bảo vệ Tuyên Thất. Gần đây cả Trường An nhân tâm quảng hốt, tôi phải ở lại với hoàng hậu. Nhân tâm sẽ ta lại quảng hốt? Bởi vì có một tên gian dân đại đạo đã dựng bỏ trốn, làm tới thành Trường An chó gà đều tán loạn, tới bây giờ vẫn chưa bắt được. Là một dân gian đại tặc như thế nào? Hình như tên là Quý An Thế. Quý An Thế chính là người hành thích bệ hạ bắt tại đương trường, có phải không? Đúng, chính là hắn. Triều đình đã phát đi văn thư tầm nã khắp nơi để đi tầm nã hắn rồi. Hỏng rồi, lần này hỏng rồi. Quý An Thế này là hậu nhân của hắn Võ Đại tướng Lý Bố. Hắn có tổ hoàng đế, đại diện khách dòng họ của quý thị, kết xuống huyết hải thông thù. Sau đó nghe nói
Họ Lý có hai hậu nhân may mắn trốn thoát được thế đại tương truyền Đồ Long chi thuật. Nghĩ tới quý an thế đó đã biết tin tức của hoàng thượng. Nhưng mà hắn đang ở trong đại ngục. Ây da, không phải ta cũng phải trong đại lao sao? Ta cũng biết mọi chuyện như trong lòng bàn tay. Vậy ông muốn nói thiên tử đang bị nguy, đại hán bị nguy, cậu hãy mau hồi cùng nói với hoàng hậu, nhất định phải để thế tử bên cạnh mình, một bước không rời, đề phòng biến chuyện bất trắc. Bệ hạ, có người tuyên giá. Mau truyền. Dạ. Đình quý phủ tham kiến bệ hạ. Miệng lệ, miệng lệ. Là đình quý phải người tới phải không? Tại sao biết hành tung của trẫm? Thôi bệ hạ, đình quý đại nhân lẽ ra không biết. Hạ quan đưa văn thư đi tầm nã, đi tới ngầm ông quan mới nghe được tin tức của bệ hạ. Coi như là người thông minh cơ trí đi, đem tin tới đúng lúc. Nè, ngươi tên gì? Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Hạ quan được bổng lộc là chuyện nhỏ, chỉ muốn bệ hạ thăng thiên. Hả? Tiên tử. Hành thích tiên tử cũng không phải là một hay là hai lần đâu. Thế gia gia ta đã hành thích Hán Cao Tổ. Gia gia cũng đã từng hành thích gia gia của người. Phụ thân của ta cũng đã từng hành thích phụ thân của người. Ta cũng đã từng hành thích người. Quý ăn thế coi như là chết được minh bạch. Mạng tổ tông quý gia chúng tôi không tốt, nhưng chưa có một lần thành công. Lần này thì ông trời đã ngó tới ta. Quý ăn thế à, người trốn khỏi đại ngục, mưu phản thích quân, và còn liên lụy tới nhiều người bị tru di cửu tộc. Những người còn lại nghe đây, chỉ cần các ngươi dừng kịp cơ ngựa, bỏ đao kiếm xuống, trẫm xin thề với trời, ngoại trừ quý ăn thế quy án ra, những người khác trẫm sẽ không truy cứu. Người này đã từng uống máu ăn thề với ta, từng là huynh đệ. Không phải là các người chỉ muốn lấy tính mạng của trẫm hay sao? Ta có thể cho các người, nhưng mà đợi trẫm triệt cáo với liệt tổ liệt tông. Tổ hoàng đế, liệt tổ liệt tông, bất cứ như Lưu Triệt là hạng người bất tài vô tình, không nghe trọng cáo, thân hãm nguy cảnh, cũng bởi vì mình quá cố chấp. Nhưng sự khả sát bất khả nhục, đại trượng phu rồi cũng sẽ chết. Trẫm thân là đại thiên tử của Hán triều, không thể lọt vào tay của kẻ giặc, sỉ nhục quý nhân của liệt tổ liệt tông. Bây giờ trẫm sẽ dùng bầu nhiệt huyết của mình trả về cho tổ tông, hy vọng tổ tông trên trời linh thiên phò hộ, phò hộ cho thái tử lớn lên thành người. Ta
Ta mượn bảo kiếm dùng đỡ đi. Khứ Bình cứu giá đã tới trễ một bước, xin bệ hạ tha tội. Tại sao các người lại biết được hành tung của trẫm? Thanh thật khai ra. Ân nhân hãy dừng bước. Đa tạ ân nhân ra tay trương cứu. Không biết có thể nhìn thấy được chân diện hay không? Để ta đi. Là ngươi. Người quen biết của ta? Không những Di Thần quen biết, bệ hạ còn là cụ Giao. Di Thần to gan, xin bệ hạ hãy miễn sát tội danh của cô ta trước mới được nhìn mặt. Cô ta đã cứu trẫm, coi như đi cứu Giang Sơn xã tắc của Đại Hán Triều. Bất luận cô ta có lỗi gì trước, cho dù là đại tội thập bát, trẫm cũng sẽ bỏ qua hết. Xin bệ hạ hãy nhìn đây. Quách Khứ Bình, các người hãy vào nhà chăm sóc chủ nhà đi. Dạ. Hoàng thượng, đuổi hết Tạ Hữu, không sợ tôi hành thích ngài sao? Nếu công chúa có lòng này thì cần gì phải cứu trẫm chứ. Con mồi của tôi không muốn để người khác săn được. Được, bây giờ vật săn của cô đứng ở trước mặt cô đây, thì cô xử phạt đi, trẫm quyết không trả tay. Tôi xưa nay không hề giết những người không có sức đề kháng. Xin lỗi nha, tại sao công chúa không về đại quyển? Tôi đang muốn trở về, đã phát hiện là đại hán thiên tử đang đi cùng một con đường với tôi. Và lúc nào? Từ khi ngày ra khỏi Ngọc Môn Quan. Có phải là cảm thấy cơ hội đã tới để mà hành thích trẫm? Không. Vậy sát ta muốn cô đẩy lui. Tuyết Liên trở về đã không phải là Tuyết Liên khi mới tới. Tôi giết mình ngài cũng vô dụng thôi, trừ phi bản thân ngài cũng mất đi sát tâm. Trẫm muốn nghe từng trận. Hoàng thượng, ngài cần phải nên thỉnh giáo với lại chủ phù yến, ông ta ở phía ngài. Bệ hạ, ông ta cũng xong rồi. Hơi lo tạm. Tam ca, nhất định ráng chống lại nha. Tất hạ là ta.
Việc mà ngươi hứa với ta chuyển tin giùm cho hoàng thượng, đừng có quên. Ông ta nhận được rồi. Nhận được rồi. Tam ca, ta có biết là mình đã cứu được hoàng thượng hay không? Chỉ vì không biết cho nên mới thiệt là đáng quý. Hậu táng di thể của ông ta, phong làm Trung Dũng Hầu. Trung chỉ. Trước mộ ông ta trong một loại hoa liễu đổ hồ dương. Thôn Trăng lân cận miễn đi 3 năm binh dịch, quan binh qua lại, nhất hoạt không được làm phiền, kẻ cải lệnh trảm. Dạ. Cái gì? Các viên gia khắp nơi đã tới thành Trường An, tại sao ta lại không biết? Hồi bẩm hoàng hậu, Yếm Vương, Tề Vương, Cửu Giang Vương tới đây để chúc mừng hoàng thái hậu vạn thọ. Hoàng thái hậu nhất định sẽ biết mà thôi. Nhưng mà chiếu theo tổ chế của Đại Hán, họ có thể tùy tiện rời khỏi phong địa hay sao? Họ tặng hiếu dùm cho hoàng thượng, hình như là không có gì lỗi. Họ có thể tặng lễ, nhưng mà người thì không cần phải tới. Đây là ý của hoàng thượng sao? Đây đương nhiên là... bổn cung phải thỉnh thị với hoàng thượng. Nhưng mà ta nghĩ hoàng thượng cũng không muốn họ bị lao tâm mỏi ngựa đâu. Hồi hoàng hậu nương nương, họ đã tới kinh thành rồi. Tội thần chậm trễ nghiêm đốn bệ hạ, tội thần đáng chết. Ngươi theo chỉ hành sự đâu có tội gì, ngươi phẩm cấp gì? Hồi bệ hạ, thần là tư lệnh hiếu quý. Thánh chỉ, Ngọc Môn Quan là nơi hiểm yếu, tư lệnh hiếu quý thăng làm phó tướng. Tạ chủ lung ơn. Lập tức chuẩn bị vài con khoái mã cho trẫm, mỗi ngày đi 600 dặm, 800 dặm. Chỉ cần bảo đảm chậm đi trong 7 ngày tới Trường An. Thần tuân chỉ. Chuyến đi tới Trường An đường xa dịu dợi, 7 ngày quá gấp. Chỉ có thể 7 ngày. Quá khứ bệnh. Có thần. Phái người đi tới phía tây lâu lan trước đi, truyền dự trên diễn Lý Quảng Lợi. Đại quân tay chân tạm ngừng ở đó, tu dừng vài ngày, bắt đầu khai quan. Chuyện công kích Đại Quyển tạm thời dừng lại. Thật à? Không chỉ. Đây rõ ràng là ép cung mà. Họ chắc chắn đã nhận được tin tức nói hoàng thượng một đi không về. Thật không ngờ biến đổi phi thường mà chủ phụ Yến nói lại tới nhanh như vậy. Hoàng hậu, bà đừng suy nghĩ trước sau nữa, bà hãy kêu về đại tướng quân điều binh đi, bao vây hoàng cung. Ngươi không biết đâu, hoàng thượng đã thu hồi binh phù của Vệ Thanh rồi. Bây giờ hắn không còn chút quyền gì nữa. Điện Thái Quý, tin tức này thật có chính xác hay không? Là những chuyện chụp hình bắt bóng, bổn vương xưa này không hề làm. Hoàng thượng rời khỏi Trường An là chuyện đích thực, không có cái gì gọi là nghi ngại cả. Khi nào ông ta trở về chỉ có trời mới biết. Thái úy, trong lời nói của người đã có ý, bổn vương thì muốn nghe thử ý này của người. Vậy được. Hoàng thượng tự định kỳ hạn là 7749 ngày, bây giờ chỉ còn lại 6 ngày cuối cùng. Các hiền dương gia đều là tử tôn cao tổ, quốc gia không thể một ngày không có vua, huống hồ gì ông ta đã bỏ đi nhiều ngày như vậy. Phải nên làm thế nào đây? Ở đây chỉ có Điền Mỗ Nhân ta là người mang họ Khác. Nói nhiều cũng không tốt, nói ít cũng không tốt.
Tất cả các người tự quyết định đi. Đình Thái Quý, Thái Quý ông là quốc cửu đương triều, tại sao lại không liên quan chứ? Nếu như mà có chuyện dạng nhất thì Hán triều đương nhiên là phải có hoàng hậu kế rồi. Hơn nữa nhất định phải là hoàng thái hậu Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Đúng, đúng. Nói tiếp đi. Muốn ta nói? Nói tiếp đi. Gì? Muốn ta nói? Ta nói ra e là các dân gia sẽ thất vọng đó. Ngươi chuẩn bị muốn ai thừa kế đại thống? Ê, câu nói này của ngươi không phải đã thiếu sót, không phải ta nhường ai. Mà hoàng thượng đã lập thái tử, đương nhiên là thái tử sẽ kế vị. Thái tử? Một đứa con nít 6 tuổi à? Ê, con nít 6 tuổi có cái gì không tốt chứ hả? Chỉ là tuổi hãy còn trẻ thì cần các vị thúc dương thúc bá giám quốc giùm. Thì đúng là cao minh nè. Nếu trời theo ý của người thì chúng ta có thể phụ trợ thiên tử để làm chư hầu. Chúng ta hãy đánh trống tiếng trước với người đi đi tạ, đánh trận cái gì nữa chứ? Phủ nhẹ trở về thiên quốc, đừng có thấy mà ghen tuông. Còn một phần nữa, không biết các dân gia có nghĩ tới điều đó hay không. Nếu như hoàng thượng theo thời hạn bình an trở về nè, còn việc lập thái tử sẽ trở thành sự thật. Nếu dấn tội xuống, các dân gia làm sao mà gánh vác đây? Chuyện này nhân chi thường tình, thân không bằng cha con. Tới lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy một vở kịch hay phụ tử tranh vị. Thái thượng lão quân, các vị thần linh, xin các người phù hộ đại hán thiên tử Nhất Lộ bình an, sớm ngày trở về. Đệ tử về tử phu tình nguyện giảm đi 10 năm tuổi thọ của mình. Tôi đã đưa thái tử tới rồi. Phụ hoàng đâu? Quỳ xuống. Con muốn gặp phụ hoàng. Phụ hoàng con đã đem con giao cho thần tiên rồi. Con không có chịu học hành cho tốt, một năm mấy rồi vẫn là viết sai liên tục. Phụ hoàng đã giận, không có chịu gặp con. Được được, con sẽ ngoan ngoãn đi đọc sách, con không để phụ hoàng giận nữa. Phụ hoàng mau gặp con đi. Đúng vậy, hãy mau xin thần tiên. Nói thần tiên đem lời của thái tử nói lại với phụ hoàng của thái tử. Thần tiên chịu không? Chỉ cần thái tử thành tâm, thần tiên nhất định sẽ chịu. Nè, mau quỳ xuống đi. Các lộ thần tiên hãy giúp đỡ con, sau này con sẽ ngoan, không chọc phụ hoàng giận nữa. Xin phụ hoàng bớt giận. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng thần xin chúc hoàng thái hậu vạn thọ vô cương, phúc thọ triền miên. Hãy mau bình thân. Tạ ơn hoàng thái hậu. Chỉ là một ngày sinh nhật nho nhỏ của ta, vậy mà tất cả các vị ai cũng nhớ hết. Hoàng thái hậu thánh thể an khang mới là tiêu phần của thiên hạ thần dân. Tại sao không thấy hoàng thượng? Đúng vậy, hoàng thượng đang bế quan tu luyện, các người không có nghe nói hay sao? Thần nghe nói ông phải luyện 77-49 ngày à, vậy là hôm nay tới thời hạn rồi. Phải, luyện bao nhiêu ngày rồi, ông ta nhất định là mệt lắm. Chúng ta không đợi ông ta nữa. Nè, thiết tiệc cho các vị dương gia đi. Thần ngôi hoàng thái hậu, hoàng thái hậu là từ mẫu sanh thần của hoàng thượng, đại hán ta là lấy hiếu tử trị nước. Hoàng thái hậu vạn thọ, không thể nào anh thiếu được hoàng thượng. Hoàng thượng không có đây, các thần không dám nhập tiệc. Nói thật cho các người biết, hoàng thượng đã xuất từng hơn một tháng nay rồi, không có chút tông tích. Ta đâu có tâm tư để mừng sinh nhật chứ. Nếu nói như vậy, lời đồn bên ngoài không phải là đồn mà trống không rồi. Các ngươi nghe được lời đồn gì? Cửu Giang Dương, hay là ngươi hồi tấu với hoàng thái hậu đi. Hay là Ý Nhân Công đi. Hay là các ngươi ai tấu cũng giống nhau. Yến Dương, hay là ngươi nói đi. Thần xin lui hết tả hữu. Còn không mau lui xuống. Dạ. Dạ. Chỉ còn lại người của chúng ta thôi, mau nói đi. Bên ngoài đồn đãi mùi gió, cả thành nói là hoàng thượng xuất ngọc hôn hoàng đã gặp phải bất trắc rồi. Ây da, tuyệt không thể nào. Các ngươi đừng nghe lời đồn bậy bạ nghe chưa.
hôm nay đã tới 49 ngày, tại sao lại không thấy hoàng thượng hồi cung, thậm chí cả tin tức cũng không thấy, khiến các thần không thể không tin. 49 ngày trôi qua, còn có 59 ngày mà. Hoàng thượng nhất định đang trên đường đi. Hoàng thái hậu đã thất tính, người có sớm chiều phúc họa, nhưng mà trên trời không thể không mặt trời. Triều đình là nơi đa sự, cần phải tiên tử sớm ngày lo liệu. Hoàng vị đâu có thể nào để trống được. Nếu truyền ra ngoài, thiên hạ thần dân, nhân tâm sẽ lại loạn, người trí tả cũng sẽ thừa cơ xâm nhập. Nhưng mà bất luận thế nào cũng phải đợi hoàng đế trở về. Thái hậu đợi được con trai mình, nhưng đại hán không đợi được thiên tử. Kể bây giờ chỉ có hoàng thái tử giám quốc an định nhân tâm thôi. Hoàng thái tử chỉ mới có 6 tuổi, hắn xử lý được cái gì chứ? Dĩ nhiên là có hoàng thái hậu lo liệu, thần nghĩ chắc chắn không đáng ngại. Yến Dương nói thiệt đúng đó. Xin để thái tử giám quốc à. Mở lên đi. Đừng có sợ. Thái tử phải giám quốc đi, như định vậy đi. Thái tử phải giám quốc mới được. Thái tử giám quốc. Hoàng thượng bế quan tu luyện, ai dám ồn ào? Đừng có ăn nói bậy bạ. Hoàng thượng thật sự không có trọng. Đúng. Ai dám làm loạn? Kiểm báo của người tuyên nhanh, dám giết chúng tôi hay không? Dám giết chúng tôi hay không? Vệ Thanh xin được tiếp đãi các vị dương gia. Vệ Thanh. Vệ Thanh, đúng như những cái vị dương gia triệu kiến bệ hạ, liên can gì tới ngươi? Hồi lời dương gia, Vệ Thanh thân là đại tướng quân, đi theo thánh giá, các vị dương gia tiến kinh, Vệ Thanh không thể án tiền mã hậu. Lo lắng Cư Khởi đã thất chức, đành phải về đây trước để lấy công chuộc tội. Hãy nhường bố đi, tránh ra đi. Hoàng thượng đang tỉnh tu ở tuyển thức, đã có nói trước, bất cứ ai cũng không thể tự ý cầu kiến. Tôi nghĩ bao gồm cả các vị chuyên gia. To gan, đúng là to gan, quá hỗn láo à. 7 lần 7 49 ngày tới rồi, vẫn không thấy hoàng thượng nghị tân. Thiệt đúng là ăn nói bậy bạ. Đúng rồi, ăn nói bậy bạ, tránh ra. Bởi vì thời khắc vẫn chưa tới. Xin hãy nhìn lên trời, mặt trời đang đỏ chói vào lúc canh ngọ, ngày cuối cùng vẫn chưa có trôi qua. Có câu nói, nóng nảy nhất thời, công cán không hết. Tôi nghĩ các vị dân gia cũng hy vọng là hoàng thượng được đại công cáo thành. Vệ Thanh, người dám đánh cá với ta là bảo đảm hoàng thượng ở trong cung hay không? Quân vô hiến ngôn. Hoàng thượng nói có, dĩ nhiên là có. Nói bậy, hoàng thượng xuất tùng chưa có về đâu, đúng rồi. Xin hỏi hoàng thượng, xuất tùng khi nào? 49 ngày trước. Vậy thì quái thật. Hôm qua hoàng thượng còn đích thân triệu kiến về đại tướng quân. Không lẽ ông ta có thuật Phật thân hay sao? Đại tướng quân, ông có thể nói với các chuyên gia. Đừng có tin lời cô ta. Phải rồi, không có chuyện ấy không à? Người nói hoàng thượng không gặp bất cứ ai, tại sao ngươi trở thành ngoại lệ? Phải rồi, tại sao ngươi là ngoại lệ? Đây chính là tu luyện. Hoàng thượng có nói, lão tử tổ sư thắc mộng cho ta, nói hoàng thượng thành tiên đắc đạo chỉ còn một bước nhỏ thôi. Đó chính là quân thần đồng tâm, phụ tử đồng tâm. Cho nên tối qua hoàng thượng đã tuyển chọn được đại tướng quân đồng tu. Hôm nay lại đi tìm thái tử đồng tu. Bây giờ họ đang ở chung với nhau. Nói lão. Cách luyện này chưa hề nói, chưa bao giờ có chuyện này à, đúng vậy. Tức cười, bần đạo là người xuất gia, thế nào, tu luyện thế nào, các người rành hơn tôi hay sao? Cái chuyện này làm sao đây? Thái tử, thủ hoàng dẫn rồi, các người đi.